Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một bông hoa trái tim rất đơn giản thôi, bằng hai giấy kích thước 15x15 hoặc có thể nhỏ hơn. Và mình sẽ gấp thành hai giấy như này đấy, hai trái tim ghép vào một cái khác, hai trái tim và sẽ được bông hoa trái tim dùng để trang trí. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp nhé. Mình sẽ dùng giấy kích thước 15x15. Đầu tiên ta sẽ gấp hai cạnh vào với nhau. Rồi, tiếp hai cạnh tiếp. Đây, ta sẽ gấp cái này vào đây. Đây. Cái đối diện gấp tương tự. Rồi, tiếp đến. Bên này tương tự này. Đây nha. Các bạn gấp xong cái vị trí này. Đấy. Gấp gấp xuống. Bên này cũng vậy. Rồi, sang bên đối diện này. Gấp vào đây. Tiếp theo. Ta nằm tương tự như bên kia thôi. Rồi, xong. Tôi sẽ lần lượt tôi sẽ lại nha. Đây. Lần lại này. Cái này. Em phút giữa. Rồi, tiếp theo. Cái này.
Tiếp theo, vệ sinh lại. Vệ sinh này. Cộng gấp vào đây. Tiếp theo. Rồi, vị trí này tiếp theo ta gặp lại. Này thôi, chạy xuống đây. Rồi, các bên khác cũng tương tự. Chúng ta hoàn thành đây, được hai mảnh và chúng ta gấp tiếp theo cũng như vậy, hai mảnh tiếp đây. Rồi đây, chúng ta vị trí này cái bên bên này tương tự. À, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy subscribe kênh của mình để theo dõi các video mới nhất. Xin cảm ơn.